Kính chào các bạn Có rất nhiều các bạn học viên gọi điện đến hỏi kế toán Việt Hưng là xử lý về cái lỗi nộp thuế điện tử thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là về cách xử lý cái nộp thuế điện tử khi mà báo lỗi 404 e-signer thì thứ nhất là các bạn phải kiểm tra xem máy của các bạn đã có bộ cài e-signer hay chưa các bạn sẽ vào control panel chọn uninstall program chúng ta tìm kiếm ở trong cái phần chương trình cài đặt này xem là có bộ cài e-signer chưa có rồi nhưng mà phần mềm vẫn báo thì các bạn là gỡ e-signer ra đồng thời sang Google chúng ta gõ tìm kiếm lỗi 404 thuế điện tử các bạn là tải cái bộ cài e-signer mới về đây là bộ cài e-signer tôi nhấn vào chữ tải về đồng thời các bạn cũng tải luôn bộ cài e-signer của tổng cục thuế về phải có hai bộ này thì các bạn mới cài đặt được đầy đủ xong thì tôi giải nén cái bộ cài ra trước để tôi cài đặt. Cài đặt xong các bạn là sang Chrome nhấn vào cái dấu cộng này để chúng ta thêm một cái tab mới và ở đây chỗ Motoon thì các bạn vào chỗ extension. Ở trong này chưa có cái bộ cài ESR, sau đó tôi bật chế độ của nhà phát triển lên. Và tôi upload cái AirSignor của tổng cục thuế lên. Sau đó chúng ta đóng hết trình duyệt Chrome lại và chúng ta nhấn F5 ở ngoài màn hình để chúng ta làm tươi lại màn hình sau đó các bạn vào lại trang thuế điện tử và chúng ta đăng nhập để kiểm tra xem bộ cài mà chúng ta vừa cài E-signer đó đã hoạt động hay chưa thì lúc này các bạn điền tên đăng nhập và mật khẩu cũng như là mã xác nhận giống như là lúc mà chúng ta đăng nhập bình thường hệ thống đang thực hiện kiểm tra bản cập nhật các bạn đợi một chút trong trường hợp phần mềm báo ứng dụng đã tìm thấy thì các bạn đóng lại và chúng ta lại F5 lại màn hình vài lần nữa. Sau đó chúng ta lại vào lại trình duyệt luôn và đăng nhập lại vào trang thuế điện tử. Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công cái chương trình E-Signer phục vụ cho quá trình nộp thuế. Đấy là cái cách mà kế toán Việt Hưng hướng dẫn như vậy. Kế toán Việt Hưng vừa hướng dẫn cho các bạn về cái cách xử lý cái lỗi E-Signer không nộp được thuế điện tử trên Chrome. Chúc các bạn cài đặt thành công.